con cho con gà ăn nhé. Con gà nhé. Không, con lên đánh gà đấy. Gà phải làm sao? Đi cẩn thận nào. Đúng là cô ấy không? Tại sao trước kia mình lại đối xử với cô ấy như thế chứ? Gọi mà tao này, pha này con nhà mày, cho nó con nhà mày.
đây không nghịch lửa. Con. Con gái ơi, mày bảo không nghịch lửa mà. Con gái không nghịch lửa nhá. Mẹ nấu cơm cho con gái nhá. Con ở nhà hay đi theo mẹ ạ?
sự có lỗi với em. Anh sẽ cố gắng phải bù đắp lại tất cả cho em. Anh xin lỗi. Con này nó có nhiều lắm đấy này. Đây này. Nó hạt thóc ấy. Con gái ơi, chúng ta xin vào nhé.
cầm áo cho nào. Trời ạ, con gái của mẹ. Đi.